Hai Bà Trưng đã giương cao ngọn cờ tụ nghĩa, kêu gọi hào kiệt bốn phương, nhân dân cả nước đứng lên đánh đuổi giặc ngoại xâm. Trong ngày xuất quân, nghĩa quân khí thế sôi sục với lời thề: một xin rửa sạch nước thù, hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng, ba kẻo an ức lòng chồng, bốn xin vẹn vẹn sở công lệnh này. Cuộc khởi nghĩa được nhân dân khắp nơi ủng hộ, hưởng ứng, tạo thành sức mạnh như vũ bão. Nghĩa quân của Hai Bà Trưng đi đến đâu, chính quyền và quân đội nhà Hán tan vỡ đến đó. Sau khi khởi nghĩa thắng lợi, đất nước được giải phóng, Bà Trưng Trắc được tướng sĩ và nhân dân suy tôn lên ngôi vua, lấy hiệu là Trưng Nữ Vương, định đô tại Mê Linh. Đô kỳ đóng cõi Mê Linh, lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là trang sử vàng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Dân tộc ta đời đời ghi nhớ công ơn và mãi tự hào về hai vị liệt nữ anh hùng. Hai Bà Trưng mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, là cội nguồn cổ vũ cho dân tộc ta luôn vững bước tiến lên. Tinh thần Hai Bà Trưng đời đời bất diệt. Và tiếp ngay sau đây thì xin mời toàn thể nhân dân cùng bà con sẽ lắng nghe ca khúc Thư Pháp do Chi Đoàn Ba thể hiện. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bão ngóng.